Ê, chào các bạn nha. Hôm nay mình nướng đồ ăn nha các bạn ơi. Đây nướng đây. Các bạn nào có thấy cái video mình thì ủng hộ cho mình với nha. Ê, đồ ăn quá trời luôn các bạn ơi. Đây mã heo nha, mã heo bao ngon luôn. Bò nướng ở lốt. Ở dưới đây thì khô nha. Đầy đủ đồ ăn luôn. Đây. Các bạn, đây là lòng già nha, chân gà cút đó, có đầy đủ luôn. Các bạn cứ vào đây ủng hộ mình nha. Đây mình còn một thau luôn các bạn ơi. Đây, mình đang nướng nha. Đấy, đất bà lâu quay phim không khác nghẹt luôn rồi. Các bạn ơi hãy vào ủng hộ cho mình nha. Đây các bạn ơi, cút mình đã nướng xong các bạn, để đây nha. Ai lại mua mình để mình hâm lên lại cái nữa là mình ok nha các bạn. Các bạn nào ở Đồng Nai lại ủng hộ cho mình nha. Mình đang ở Long Bình, chạy bò nha bạn, chợ chạy bò nha. Ở đây thì rượu bia có đầy đủ nha các bạn. Bia thì mình không có quay được cho các bạn xem nha, tại vì bia nó có thương hiệu nên mình không có quay được nha các bạn. Ở đây mình có quán, mình có bàn, có đầy đủ cho các bạn nha. Đây là bàn này đó, bàn ghế có đầy đủ hết trơn đó, nước đờ, bàn ghế có đầy đủ hết. Chỉ có bia thì mình không có quay cho các bạn xem được nha, tại bia nó có thương hiệu, mình quay nó dính thương hiệu không được nha các bạn. Chỉ nói cho các bạn biết là mình bia rượu có đầy đủ nha, các bạn tới ủng hộ mình nha. Đây cái má heo hôm nãy mình nướng rồi nha các bạn, này nè, cái này là sáng mình hấp rồi nha, mình hấp rồi đó, mình giờ mình để lên đây chút xíu mình nướng nha các bạn. Đây là tai heo nha các bạn ơi. Tai heo mình không thể nào gấp một tay được các bạn ơi, tai heo mình phải gấp hai tay mới được, chút xíu mình gấp hai tay mới được nha các bạn. Đồ nướng bao ngon luôn các bạn ơi, hãy gì mà mạnh tay vào ủng hộ cho mình nha. Đây má heo rất ngon các bạn, má heo rất là thịt nhiều nha, thịt nhiều lắm. Này bạn nào mà một người ăn một cái má heo là không bao giờ hết nha các bạn. Đây nè, thịt rất là nhiều luôn các bạn. Đây là cục thịt bự to, một cục như vậy chỉ có 40.000 thôi các bạn ơi. Còn cái cục nhỏ này nè các bạn, xem là cục nhỏ này thì 35.000 đấy, 35.000 các bạn, nhiều thịt lắm các bạn. Đây ngày mình bán mới bán bữa cũng được mười mấy hai chục cái vậy đó, mới bán có 2 ngày thôi các bạn, 2 ngày là bán vậy là ok rồi, chứ người ta bán cả năm trời, ta bán cả 400-500 cái má heo á, bán ghê lắm. Cái người trên Sài Gòn mình bán ghê lắm, mình mới bán đây mình bán được nhiêu là hay đó. Còn đồ nướng cút đồ này kia rồi mình thì bán lâu rồi, có má heo thì mới thôi các bạn ơi. Đây bao ngon luôn các bạn ơi. Rồi các bạn nào thương Sơn thì cho Sơn một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ nha.
Chúc các bạn có một buổi chiều thật nhiều niềm vui và hạnh phúc nha. Thôi chào các bạn nha.